rồi nhìn nhau rồi. Thế cho hồi bữa trước hỏi thì bữa trước nha. À, ông qua cái gì đó anh đấy. Không có tâm gì chơi. Bây giờ không có tung tay bốn tác gì hết. Có cái bậy đó có không? Có bậy đó có. Bậy ơi. Bông tai hộp xoàn của em đâu? Cháu ngoại mượn với. Em không có đẹp. Ôi trời ơi. Làm sao mà sao tao đẹp hơn nó được. Cái trưa tao nói rồi tụi bay đi mua cho tao. Phải là nó cười lý thì nó khó đó. Thì không có thì kìa. Không có thì hả? Ừ. Bữa nay sao mày không ngựa vậy bảy? Tại vì nói em là dây bà này nghèo mà. Bông tai xong rồi vòng vàng ấy, chim nhà giàu mà chứ con anh mày đợi vậy trời. Tụi bay làm sao cho tao sang á nha, tụi bay mặc thì tao nói rồi đó. Rồi chị vô thay đồ. Trời ơi, cho bảy có nhiều tóc vậy. Ở ngoài đó. Của tao, là của tao, là của tao. Ngoài. Trời tức ghê. Tóc bảy như vậy xuống. Tóc bảy á, tóc bảy. Con này là tóc bả anh gì hết hả? Trời ơi, thấy không? Đâu đâu cái nào hợp bên đấy. Ai vậy hả? Ừ. Nhưng mà không lẽ ngoại đợi cái muối tiêu này giờ nó già. Có thấy đợi cái đen này là nó. Cứ để coi cái là đẹp không được. Cái gì vậy? Giỡn á. Thấy tụi tao tóc không? Trời ơi, cái hồn à. Ủa, em có mấy bộ đồ tóc đẹp mà. Em có sẵn sàng mà của em đi chẳng đẹp. Cái bộ đồ mấy cái này nó giả chân. Em có mấy bộ đồ sẵn của em á. Mấy này nó làm sẵn nó có mà. Đây của em nè. Của em đó hả? Cái gì trời. Con này làm gái hoài mà không mua được một tóc thiệt. Tóc thiệt nó xấu. Tóc thiệt nó không có uống cái đuôi này. Không con thì làm kéo được chứ. Uống lần gọi lại là phải lấy má gì tạp vô. Cái này nó là mình mê mấy con đấy làm gì. Thấy được rồi. Từ từ đừng có manh động. Rồi đưa em kia. Wow đẹp quá đi. Lúc nãy kêu wow thì nghèo đó. Như tao đeo đẹp này hàng nhà wow. Wow nó nghèo đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng làm hơn nữa. Đồng thì nó còn phải mấy má thì xuất hiện nữa. Đồng tiền nha. Thấy mình ngoài dài, dài dài đen rồi. Dài 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 dài. Có ấy không? Có mấy cái hạt bẹt gì không? Đây đúng rồi, hạt bẹt. Chiêu anh, chiêu. Hạt bẹt mày mua nhiều 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 không? Mua cái đồ hạt bẹt á, ờ đúng rồi, mấy bà già đeo đeo. Nó sao cái ờ cái cọng cọng cái bẹt á. Rồi đeo mấy cọng thì đeo thêm hột bạc nữa. Đó, ít vàng rồi bẹt. Rồi bò nhẫn nhiếc gì nữa. Mấy cái bà già thì xinh xến. Ừ. Mày mua đi, mày mua, mày thích cái gì mày cứ mua cho tao. Trong mày tính tiền, đúng là tiền của mày cho mày lo. Đưa đi đưa tao coi. Tụi mày đưa ra cho làm hồi tao già như là con điên đi. Nhiều quá. Đã thử lên luôn, đã đội rồi thử luôn. Nên cần thì em sắm tiền bộ ship xuống tới đây luôn rồi. Ôi. Đúng rồi. Cũng vũ công đâu á. Không phải vô được. Rồi đó vậy đó. Vậy luôn lấy này luôn rồi hả? Nè đeo vô. Nè là muốn thử hai muốn, anh muốn thử cái đầu kia không? Cái đầu kia là già rồi đó. Đúng rồi. Cái da không hồng với bà này cũng phải trẻ mà đẹp quá đi. Bà này cái kia là giống như bà ngoại á. Đúng rồi. Mở ra cho coi luôn đi. Này cho bà ngoại coi. Bây giờ mua là dưỡng trang gì nữa đi. Thì đó thì nếu mà ok em khác thì em mua. Phải hỏi ok. Tao tự quyết okay mà. Ok không? Ừ.
anh ok thì em ok. Mà này là ngoài có vòng tay ngoài. Đây đây, đây vàng hay là muốn vàng hay là muốn bẹt. Bẹt luôn. Thôi vàng đi, bẹt để đi đút bóng túi. Vàng đây là gì này đeo cặp dây chuyền. Ở đây cái lưỡi nó cũng có bẹt luôn. Cầm cầm cái đó là không đeo cái bự kia lên á. Nè cái này là mọi ơi. Có lửa không? Không đâm cho nó ra lửa. Cái gì? Có lửa không? Đâm cho nó ra lửa. Có đúng không? Có. Không có là đâm cho nó ra. Quay không giỡn này luôn hả? Không giỡn này luôn. Cái này là mình già lắm nè. Cái này là ra bằng ngoại rồi nè. Đúng rồi. Thôi ngồi im đây. Sao không chịu im đây? Ok. Có 7 hả? Cái đôi ép liền. Rồi đi mua cộng dùng như thế đi. Dạ, đang kiếm mặt lên tầm mấy giờ mình quay cái cảnh test luôn. Mày đi mua liền đi, chứ một con này ở đây làm gì, cứ đưa cái điện thoại cho mặt tao chi vậy? Kêu con đi mua đi. Con nó hỏi con tiền cái thuốc đâu. Ê, quê. Thế chứ em phải cho người ta ngủ dậy á. Tại mới sáng thôi. Giờ người ta ngủ dậy rồi, báo người ta làm, người ta xếp xuống cho mình. Gì chứ, bà già thì bà già chứ. Ok, hy vọng kịp. Thì để này xảy. Còn có lửa nào nữa không? Đem hết lên luôn. Hay là một hồi nhảy xuống sông á, quậy gán quậy chọi cái đầu lên. Gán chọi cái đầu lên. Để cái mình thôi, bây giờ. Để cái tóc nè. Nó bị ba cọng tóc nè. Vừa ba cọng tóc. Đây. Cắt cái gì mà cắt. Thôi, cắt của người ta mà xử cắt kìa. Để xuống sông. Để cái mông mà mình ngồi căng. Cái này nó bị dày quá nè. Không, để nó mới đẹp. Vì ở ngoài cho mỏng quá là thôi. Ôi trời. Không, thật sự em cũng thấy cái này nó sẽ đẹp hơn. Cửa hai ghé thẳng không có. Hai bà đứng lên cầu hát. Cái môi từ từ đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy mình đánh làm bánh sen đi. Kiếm mộng hả? Đúng rồi, em với ngoại đứng lên cầu hai bà đứng hát Boligo. Ê, có thể đứng hai người đứng lên chụp hình gửi cho đạo diễn không? Được không? Hay là hồng lên luôn xíu không ạ? Cho tôi lên luôn ạ. Không, đừng có hồng ơi, đỏ xíu thôi, tại vì cái này là cái áo. Đó, ở dưới cái nền dưới có đỏ rồi. Dưới càng dưới rồi. Ờ, có lấy đẩy lên xíu thôi chứ hay là tới bớt. Mò bé khô quá, chứ như vậy mò bé vẫn khô. Không, bây giờ bé dưỡng xíu đi, mốt bé ra bé quay đi, nhìn bé quay xong rồi em làm cái khô cho bé. Không, chứ làm sau tại vì tập bài đừng có xì keo. Rồi, được chưa, ok la chưa, okay. Rồi em thấy ngon rồi đó. Rồi này bà này cho á. Chi vậy hả? Cho nó thẳng ra chứ không có cái bình. Ủa mà mình có đổi tóc này không? Hả? Mình đâu đổi tóc này đâu. Ủa gì vậy? Mình đổi cái tóc bạc đó. Thế là cái này có gãi cái phấn lên cho nó già được không? Không, không đẹp. Anh đổi cái này, đẩy cái máy lại cho em vậy, giống như anh nói á. Ủa, vẫn được, đưa cái lượt bự nãy ra nè. Chảy nè. Được. Chảy cao chứ còn cùng mình mà. Nó bày bên nè, nó bày ngoài chém nó xuống đây vậy rồi. Cho cái này nó sạch bụi xuống một tí để biết sao không có. Không thôi là nó không. Không có gì cho mấy bà chung đoạn. Để cho mặt mình ra gái. Chứ không có nào là có được gì cho con trai. Nè, đây nè, bây giờ thả nó xuống là nó không có bị dạ nè, nó bị dạ cái này nè. Thả nó xuống kẹp nó xuống. Thả nó nè. Chỉnh phải cho im lặng. Kéo nó xuống nè, nó bị dạ.